Và trước khi mà kết thúc cái video này đó thuận muốn à, dành thời gian để mà chia sẻ với các bạn về danh mục đầu tư crypto hàng tuần. Thì à, các bạn đã thấy trên màn hình à, tuần này đó thì chúng ta thấy được là cái tổng số à, vốn hóa đầu tư của thuận trong crypto đã phân bổ ra sao. Thì à, tổng cộng chúng ta thấy được là BTC đó, bây giờ chiếm tỷ lệ là 53.55%, các bạn sẽ thấy được là cái phần trăm của BTC đó hình như là giảm xuống bắt đầu là từ ngày 10 tháng 7 lúc đó là 57% bây giờ còn 53% mà thôi. Thì lý do là tại vì chúng ta có những đồng khác như là Ethereum và BNB Thì lại có cái à, sự tăng trưởng nhanh hơn là BTC Cho nên chúng ta mới thấy cái hiện tượng này Chứ thật ra trong thời gian mấy tháng qua đó, thường chỉ chú tâm để mà chung mình giá vào BTC mà thôi Và vẫn tiếp tục dùng tiền thu nhập của mình 100% tất cả thu nhập luôn Giống như là Thuận bây giờ làm đó, cho công ty à, làm Youtube Tất cả thu nhập 100% là Thuận đẩy hết vào trong BTC hiện tại Và cộng với lại cái số tiền mặt Thuận chia ra để mà trung bình giá Cho nên cái tốc độ đã nhanh hơn rất nhiều nhưng mà cái tốc độ tăng trưởng của Ethereum và BNB đây thì lại nhanh hơn là BTC hiện tại cho nên phần trăm của Ethereum đã bây giờ mức là 25.48% BNB là 13.81% Cardano là 6.32% và những năm khác là chiếm tỷ lệ có 0.84% mà thôi thực ra thường vẫn còn một số lượng nhỏ CEO đó nhưng mà thường không có tính tới đây tại vì khi mà cái số lượng đó nó unlock đó, tại vì thường đang stake ở trên crypto.com nhưng mà thường sẽ không tiếp tục stake nữa và khoảng chừng một tháng nữa sẽ unlock thì sẽ chuyển hết qua Ethereum. Một số bạn thường mà bịt thì cũng tương tự thường đã chuyển hết cái số lượng bị đào vào giữa tháng 6 qua Ethereum rồi. Tại vì thường tin tưởng Ethereum lâu dài hơn. Và đây là cái thống kê danh mục đầu tiên crypto mới nhất của thuận thì chúng ta ngoại trừ có thông tin này ra thì các bạn thấy được là hình bên dưới này đó là hình mình thường cũng thường hay chia sẻ với các bạn hàng tuần à, đó chính là tổng cái số lượng tài sản phân phối ra sao thường bây giờ đã tách rời cổ phiếu ra khỏi các tài sản khác để các bạn thấy rõ hơn thì các bạn thấy được là crypto bây giờ đã chiếm tổng cộng là 35.7% của tất cả tài sản của thuận tiền mặt và stablecoin đây thì khoảng là 32.6% cổ phiếu đó là thấp lắm chỉ có 3.2% mà thôi nhưng mà trong tương lai đó cái phần này nó sẽ tăng lên tại vì thuận muốn 1 phần tư tài sản của thuận sẽ nằm trong cổ phiếu và những tài sản khác là 28.6% và đương nhiên đây chỉ là update hàng tuần để các bạn có thể theo dõi quá trình đầu tư của thuận và khi mà thuận chia sẻ thông tin hàng ngày đó các bạn cũng có thể nắm được là thuận lưu trữ bao nhiêu crypto và lưu trữ những đồng nào và thông tin chỉ dùng để tham khảo không phải là lời khuyên đầu tư vì mỗi người có một vị thế và thời gian và nhu cầu đầu tư khác nhau và đây là những cái quy định mà thường tự lập ra cho bản thân của mình Các bạn có thể theo hay là không theo Nhưng mà đương nhiên quy định đầu tiên là các bạn đừng tin ai trong thị trường crypto này Các bạn cần phải tự tìm hiểu Không nên dựa vào bất cứ một cái lời phán quyết của một ai đó nhất là trên Twitter Các bạn nên tự giữ crypto Không nên tin tưởng và lưu trữ trên những nền tảng những cái sàn Tại vì không ai biết được là sàn sẽ bị vấn đề gì đâu hay là nền tảng nó bị, bị vấn đề gì đâu Các bạn lưu trữ số nhỏ thì có thể là chấp nhận được nhưng mà lưu trữ số lớn các bạn cần phải tìm hiểu sử dụng những cái ví chữ lạnh để mà tự lưu trữ cho bản thân của mình đương nhiên nhớ chút lời các bạn không chút lời người khác sẽ chốt phân bổ vốn rất quan trọng giống như các bạn đã thấy là thường phân bổ nhiều đồng và phân bổ nhiều cái mảng đầu tư khác nhau không có bỏ hết tất cả vào một rổ được và không vay mượn đương nhiên rồi zoom out đầu tư dài hạn là tiêu chí mà thuận đã chia sẻ với các bạn từ nhiều năm nay và cũng như thường lệ chúng ta sẽ dành thời gian để mà trung bình giá tuần này đây là cái chương mục demo ở trên khung mà thường đã lập ra với các bạn khoảng chừng 4 tháng trước à, để chúng ta có thể là tìm hiểu trung bình giá bắt đầu từ con số nhỏ một thời gian dài các bạn mới thấy được hiệu quả của trung bình giá chúng ta chỉ mới có bắt đầu chỉ có 4 tháng mà thôi Ít ra thì chúng ta cũng thấy được là cái phần trăm đi xuống đó của chuyên mục này là 20.46% thấp hơn rất nhiều. Nếu như mà các bạn all in thời điểm cái 4 tháng, 5 tháng thì đi phần trăm đi xuống này là thấp hơn rất nhiều. Và trung bình giá đó các bạn sẽ thấy hiệu quả trong thời gian dài, ít nhất là 2 năm các bạn mới thấy được hiệu quả. trên chúng ta sẽ tiếp tục trung bình giá tuần này à, và chúng ta sẽ trung bình giá mỗi tuần là 100 đô cho Bitcoin và Ethereum. Thì chúng ta bắt đầu với Bitcoin đi thì 100 đô hiện tại các bạn sẽ mua được là 0.0043 BTC Thường sẽ bấm submit và 100 đô hiện tại chúng ta có thể mua được là 0.058 Ethereum Thường sẽ bấm submit Thì đây là chúng ta đã trung bình giá xong cho tuần này các bạn có thể nhìn thấy được là BTC Thì chúng ta trung bình giá liên tục với cái con số là 100 đô mỗi một tuần Lần cuối cùng chúng ta trung bình giá đó trước ngày hôm nay là ngày 2 tháng 8 Hôm nay là ngày 7 tháng 8 trước đó là ngày 24 và ngày 17 thì trung bình là mỗi một tuần chúng ta sẽ trung bình giảm một lần và chúng ta có thể nhìn thấy được là cái con số tương tự cho Ethereum cũng tương tự mỗi một tuần là khoảng 100 đô như các bạn thấy và cái ngày này sẽ cùng với lại cái ngày của BTC và đây là tất cả những thông tin mà tôi muốn chia sẻ với các bạn trong cái video ngày hôm nay tôi hy vọng là các bạn có một cái cuối tuần vui vẻ và nhận được nhiều giá trị trong cái video này và những người nào mà có hứng thú muốn tìm hiểu những ưu đãi dành riêng cho cộng đồng của Thùng Capital thì có thể tìm hiểu bằng cách tập bấm vào cái link bên dưới cái video này để tìm thấy những ưu đãi như là các bạn có thể nhận được bonus hay là giảm phí giao dịch khi mà tham gia vào những sàn lớn như là sàn binance lên tới 20% và những ưu đại khác như các bạn nhìn thấy trên màn hình và một lần nữa cảm ơn các bạn đã dành thời gian để mà xem cái video ngày hôm nay và thuần sẽ hẹn gặp lại các bạn trong cái video kế tiếp tạm biệt các bạn Let's go. Yeah. i'm like an addict do i gotta have it i ain't even playing got a really bad habit if it moves gotta grab it fuse like a magnet lose won't have it till i'm doomed in a casket i ain't playing got